Em xin chào quý khách hàng của phụ kiện số 123. Thì hôm nay em xin hướng dẫn quý khách hàng kiểm tra đèn trước khi nhận hàng với mẫu đèn trang trí năng lượng mặt trời 2 trong 1 của bên em. Thì trên tay em đang là mẫu đèn trang trí năng lượng mặt trời 2 trong 1. Thì khi mà quý khách nhận được hàng ấy, quý khách làm cái thao tác này giúp em. Một tay quý khách đặt trên mái của tấm pin, một tay quý khách đặt ở hộp đèn và quý khách vặn ngược chiều kim đồng hồ cho em ạ. Như này. Đây ạ. Nghe một tiếng khửng phát là đèn đã được xoáy ra đấy. Và khi mà quý khách tháo ra thì bên trong này có một cái công tắc on off. Đây ạ. Quý khách gạt cái công tắc này sang nút on cho em. Như vậy là đèn đã chuyển sang chế độ auto và được bật lên. Sau đó quý khách đặt tay vào tấm pin và đèn sẽ hiểu là trời tối, thì đèn bên trong sẽ tự động sáng lên. Và khi quý khách bỏ tay ra thì đèn sẽ tự hiểu là trời sáng và đèn sẽ tắt đi. Đây ạ. Em làm lại cho quý khách xem nhé. Đặt tay vào này, đèn sáng lên này, bỏ tay ra này, đèn tắt đi này. Và tại sao đèn này lại được gọi là đèn trang trí năng lượng mặt trời 2 trong 1? Thì nó có hai chức năng. Khi mà quý khách gắn cái đế này vào ấy, đây ạ, thì đèn sẽ trở thành mẫu đèn gắn trụ cổng. Và trên này có 4 cái lỗ vít để quý khách bắt vít vào cái trụ cổng của mình. Đây ạ, tôi vít bên em kèm theo đây ạ. Và đây là mẫu đế để cắm. Và đèn sẽ trở thành đèn cắm sân vườn năng lượng mặt trời. Cái đế này quý khách cắm vào đây và một đầu còn lại quý khách cắm vào cái lỗ ở trên đèn này. Chỉ như vậy thôi là quý khách đã sử dụng được, không cần phải đi dây đấu nối phức tạp. Và khi quý khách mua sản phẩm bên em ấy thì sẽ được bảo hành 12 tháng. Và đèn của bên em đang hiện tại đang bán với giá là 180.000 một chiếc. Và nếu quý khách nào mua 5 chiếc thì bên em sẽ miễn phí vận chuyển. Và đèn của bên em thì được bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng nếu như mà có lỗi của nhà sản xuất, và đây là thẻ bảo hành chính hãng của bên em ạ.